Xin chào toàn thể bà con. Thì tiếp tục quay trở lại hôm nay, tôi sẽ quay về trang trại hươu sáo của chúng tôi để quan, và hơn nữa là tôi sẽ báo mức giá nhung hươu hiện tại để cho bà con tham khảo, và ai có nhu cầu mua nhung hươu có thể đặt và đến tận nơi cắt. Thì đối với thời điểm hiện tại cuối năm, tức là đầu vụ nhung hươu bước bước vào mùa, thì đối với loài nhung hươu yên ngựa hiện tại có mức giá dao động từ 1.200.000 đến 1.500.000 trên một lạng, tức là 12 đến 15 triệu trên 1 kg. Còn đối với loài nhung hươu tươi gạc sao, hiện tại có mức giá bán dao động từ khoảng 900.000 đến 1.100.000 trên một lạng, tức là 9 triệu đến 11 triệu trên 1 kg. Bà con ở các vùng miền mà có nhu cầu mua nhung hươu, cứ gọi điện thoại trực tiếp đến trang trại của chúng tôi qua số điện thoại 0968 424 525 và 0943 424 525 để có thể đặt lịch đến trực tiếp tận nơi cắt. Còn các bà con ở các vùng miền xa mà không có thời gian đến tận nơi cắt được thì cũng có thể gọi điện thoại đến trang trại chúng tôi để trang trại chúng tôi chụp ảnh và quay những cặp nhung cho bà con xem trước. Nếu bà con ưng ý, trang trại chúng tôi sẽ cắt và giao hàng tận nhà cho bà con. Bên trang trại của chúng tôi có rất là nhiều các loài nhung bà con tha hồ lựa chọn để cắt. Ngoài ra bên trang trại chúng tôi sẽ chế biến miễn phí cho bà con nếu bà con cần trực chế biến. Bên trang trại chúng tôi ngoài cung cấp nhung hươu thì chúng tôi còn cung cấp hươu giống. Hươu giống bên trang trại của chúng tôi có các loài như sau, như loài 5 đến 6 tháng tuổi, loài 1 năm tuổi và loài trên 2 năm tuổi, tức là loài hươu đã trưởng thành. Thì bà con ai có nhu cầu mua hươu về chăn nuôi cũng có thể gọi điện thoại đến trang trại chúng tôi để đặt lịch mua giống và trực tiếp đến tận trang trại chúng tôi để xem những con giống. Giá hươu giống bên trang trại chúng tôi đối với loài hươu giống 6 tháng tuổi, hiện tại chúng tôi bán đối với hươu đực có mức giá dao động từ 12 đến 15 triệu đồng một con. Còn đối với hươu giống cái chúng tôi bán dao động từ 8 đến 10 triệu một con. Bà con có nhu cầu mua thì cứ gọi điện thoại đến trang trại chúng tôi để trang trại chúng tôi hỗ trợ về quy cách làm chuồng và hướng dẫn bà con các kỹ thuật chăm sóc hươu. Bên trang trại chúng tôi vận chuyển giống giao toàn quốc nên bà con ai có nhu cầu mua thì cứ gọi điện thoại đến trang trại chúng tôi để đặt mua. Hơn nữa là khi mua giống tại trang trại chúng tôi sẽ hỗ trợ bao tiêu đầu ra sản phẩm cho bà con để bà con yên tâm hơn khi chăm sóc hươu và không ngần ngại lo lắng về đầu ra. Trang trại hươu sáo Nhật Thuần của chúng tôi nằm ở khu vực miền Trung, thuộc xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi chăn nuôi hươu từ rất là lâu rồi, từ thời ông bà xưa nuôi đến để lại chứ. Thì chúng tôi nuôi cũng rất là nhiều. Bà con ai có nhu cầu tham khảo về nhung hươu, hươu giống cũng như có nhu cầu mua thì cứ đến trực tiếp tận trang trại chúng tôi để được tham quan xem hươu, xem nhung và có thể lựa chọn mua theo ý thích của mình. Thì hôm nay tôi sẽ quay và làm video tới đây thôi. Thì bà con đừng quên đăng ký kênh của tôi để có thể theo dõi những video tiếp theo tôi cập nhật. Xin chào tất cả bà con.